Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Dương Vlog, kênh YouTube chính thức của Trung tâm Đào tạo Thú y và Thủy sản trực tuyến chất lượng cao của bác sĩ Dương. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái quy trình chúng ta nuôi ba ba sinh sản cũng như là ấp trứng cho ba ba như thế nào để nó đạt được cái tỷ lệ ấp nở một cách cao nhất. Và tôi sẽ hướng dẫn cho bạn một số cái kinh nghiệm trong quá trình mà chúng ta nuôi ba ba sinh sản và tính toán cái lợi nhuận cho các bạn nuôi như thế nào. Thì tôi đã có phân tích cho bạn cái bài ba ba về cái phần thương phẩm rồi á, các bạn xem lại cái đó giúp tôi nhé. Thì là chúng ta biết cái cách là cho ăn như thế nào cũng như là biết cách chăm sóc nuôi dưỡng như thế nào cho nó hợp lý. Thì chúng ta cùng bắt đầu bài học nhé các bạn. Thì về cái giai đoạn ba ba sinh sản á, các bạn chú ý là chúng ta phải xây dựng cái nhà đẻ trứng cho nó. Thì các bạn có thể làm ở cạnh cái ao rộng khoảng 10 đến 20 mét vuông, có độ dốc khoảng 25%, và ở trên mái các bạn có thể trồng cái cây nó che mát làm nơi cho ba ba nghỉ cũng như là đẻ trứng trên đó cũng được các bạn. Và các bạn làm cầu có độ dốc là nhất định cho ba ba bò là nó đẻ trứng nhé các bạn. Và cái khoảng nền ở trong nhà chúng ta nên phủ một cái lớp đất cát dày cỡ khoảng 20 đến 25 cm để cho con ba ba nó dễ đào hố đẻ trứng các bạn. Và ba ba bố mẹ nó nặng cỡ khoảng 1 kg trở lên, tốt nhất là cỡ khoảng 1,5 kg tới 2 kg một con. Và cái khu vực nhà cho cái con ba ba chúng ta đẻ đó bạn, thì nó phải yên tĩnh. Cái diện tích to nhỏ là nó tùy vào cái số lượng ba ba đẻ, cỡ khoảng 20 con mét vuông trên bãi đẻ là được rồi các bạn. Và cái tỷ lệ đực cái nó sẽ là tầm khoảng 1 năm, các bạn lưu ý nhé. Và cái thời gian mà động dục cũng như là giao phối của nó bạn, thì hàng năm cứ đến tháng 4, tháng 9 là cái mùa đẻ trứng của nó. Thì ba ba nó hay giao phối vào ban đêm nhé các bạn. Và khi mà nó giao phối á, nó sẽ nổi lên mặt nước, nó khuấy nước rất là mạnh hay là nó bò lên cạn rất là nhanh. Và cái con đực á, nó sẽ chủ động quay tròn quanh con cái. Và có một số con các bạn, nó dùng cái đầu nó dúi vào đầu con cái nữa các bạn. Còn có con thì nó dùng cái chân trước của nó sẽ giữ lại cái chân của con cái, không cho nó bò đi. Và nó sẽ tiến hành giao phối. Thì cái quá trình giao phối cũng như là cái hiện tượng mà động dục này thường chúng ta thấy trên ba ba hay là trên rùa nó cũng như vậy các bạn. Và về cái quá trình đẻ trứng các bạn, thì khi mà cái nhiệt độ không khí khoảng 20 độ kéo dài 5 đến 10 ngày thì con cái nó sẽ bắt đầu đẻ. Và trước cái lúc mà đẻ thì cái con ba ba nó sẽ tìm cái nơi có cát mịn, thì nó sẽ dùng hai cái chân sau hoặc là có khi nó dùng cái mõm của nó bạn để nó hất cát lên, cái nó tạo thành cái hố sâu khoảng 5 đến 10 cm. Ngoài ra thì có một số con nó dùng nước tiểu nó bạn, nó tưới lên cát để nó cho cát nó mềm, nó dễ đào cái hố hơn. Và ba ba nó sẽ dùng cái chân sau các bạn, nó xếp trứng đúng vào lỗ, và cái trứng vừa đẻ nó sẽ có cái vỏ tính đàn hồi nó rất là kém các bạn. Và sau đó thì cái trứng dần dần nó sẽ cứng dần lên. Và cái thời gian đẻ trứng thứ nhất cách cái trứng thứ hai là cỡ khoảng 5 đến 10 phút. Và cái trứng nó sẽ chứa nhiều cái nõn hoàng, mỗi trứng nó sẽ nặng khoảng 9 đến 10 gram. Trứng to nhất mà được phát hiện mà là cỡ khoảng 14 gram. Còn trứng nhỏ nhất là nằm khoảng 7 gram. Và trong tự nhiên thì khoảng 70 đến 80 ngày thì trứng nó sẽ nở ra con. Nhưng mà trong cái điều kiện chúng ta nuôi, chúng ta điều khiển được cái nhiệt độ như độ ẩm thì nó sẽ nở, thời gian nở sớm hơn. Lát tôi sẽ hướng dẫn cho bạn các bạn. Thì về cái cách ấp, các bạn chú ý là các bạn phải theo dõi ba ba đẻ, chúng ta đánh dấu bộ trứng. Sau 7 đến 10 ngày các bạn bấm cái đất lên, ta bấm nhẹ thôi, để ta đưa cái trứng đó vào cái ổ ấp ở trong nhà chúng ta. Thì về cái hình dạng mà cái trứng ba ba nó tròn, có loại đường kính là cỡ khoảng 10 đến 12 mm, đó là loại nhỏ. Còn lớn hơn là cỡ khoảng 18 đến 20 mm nhé các bạn. Và có vỏ nó chắc chắc cái vôi các bạn, nó bọc bên ngoài rất là mỏng. Và cái trứng các bạn chú ý là cái loại trứng mà khi được thụ tinh rồi thì nó sẽ ngả cái màu hơi vàng. Các bạn nhìn rất là rõ cái vòng túi hơi. Còn có trứng thì khi mà không có được thụ tinh nữa các bạn, thì cái vỏ nó sẽ bị loang lổ và các bạn không có nhìn rõ túi hơi đâu. Và các bạn áp trứng ở khay á, thì cái khay áp á, các bạn sẽ được cái cát ẩm nó dày cái khoảng 15 đến 20 cm, và các bạn xếp trứng thành hình tròn, cái mỗi quả bạn nó cách nhau khoảng 2 đến 5 cm nhé. Và các bạn lưu ý giúp tôi là chúng ta phải để cái túi hơi của trứng hướng lên trên và chúng ta lắp một lớp cát dày cái khoảng 5 cm. Và cái thời gian mà ấp các bạn, các bạn phải chú ý là chúng ta phun nước để chúng ta giữ ẩm cho nó nhé các bạn. Bạn chú ý giúp tôi phải phun nước để giữ ẩm cho cát khoảng 81 đến 82%. Chúng ta không có để cho cát bị khô hoặc là ướt. Thì cái có điều kiện các bạn nên giữ nhiệt độ ổn định trong cái quá trình ấp là khoảng 28 đến 30 độ. Và nằm trong khoảng thời gian 55 đến 60 ngày thì bắt đầu cái trứng nó sẽ nở, tức là cái số ngày nở nó sẽ nhanh hơn so với cái dấu ngày mà chúng ta cho nó ấp tự nhiên.
lưu ý cái này nhé. Và tỷ lệ nở nếu các bạn có chú ý chúng ta phun nước giữ độ ẩm đầy đủ á, là cỡ khoảng á, cao hơn 80%, tức là từ 80 đến 90%. Và nếu như mà các bạn để nhiệt độ nó thấp hơn 20 độ hoặc là cao hơn 37 độ các bạn, thì cái trứng cũng như cái phôi nó sẽ bị chết và cái trứng nó sẽ bị ung. Và các bạn khi mà tưới nước vào khay á, các bạn chú ý chúng ta phải đảm bảo lượng nước nó nằm trong tầm khoảng 7 đến 8% trong cát nhé các bạn. Và trong cái thời gian mà các bạn áp á, tuyệt đối là chúng ta không có đảo trứng. Các bạn lưu ý này cho tôi nhé, không có đảo trứng. Và đối với những con ba con mà vừa mới nở các bạn, cỡ khoảng 15 phút á, thì thường nó sẽ tìm để nó đi xuống nước. Cho nên là khi ba sắp nở các bạn phải kê cái khay áp trứng lên cái chậu hay là cái bể có cái nước á các bạn, để cho nó tự bò xuống. Thì nếu như mà không có nước á, thì cái con ba con nó sẽ rất là dễ bị chết khô nhé các bạn. Và cái phòng áp trứng ba thì các bạn nên lắp cái hệ thống điều hòa đi các bạn, để cho nó giữ nhiệt độ ổn định. Và thì cái tỷ lệ nở nó sẽ cao hơn, như nãy tôi nói của khoảng 80 đến 90% các bạn. Thì để mà có kiến thức tốt nhất ở trong quá trình mà các bạn chăn nuôi cũng như là quy trình về chăm sóc và chẩn đoán điều trị các dạng bệnh lý ở trên chó mèo, heo, gà, vịt, trâu, bò, dê, cừu vân, các cái quy trình chăn nuôi và phòng trị bệnh cho cá, tôm, lươn, cua, ba vân, thì các bạn có thể đăng ký cái khóa đào tạo về thú y và thủy sản trực tuyến chất lượng cao bác sĩ Dương. Thì chương trình là chương trình chất lượng cao, một thầy và một cô sẽ kèm một học viên, cho nên là chắc chắn sau học sẽ giúp cho các bạn vững tay nghề và tự tin trong quá trình mà các bạn chăn nuôi cũng như là công tác về thú y và thủy sản sau này. Thì để mà các bạn muốn tham khảo với thông tin khóa học cũng như là để được tư vấn để sắp xếp khóa học thì các bạn có thể gọi cho bác sĩ Dương theo số điện thoại là 0903 153 057, các bạn thể liên hệ qua Zalo hoặc là gọi nhé các bạn. Thì chúng ta cùng tiếp tục với bài học nhé các bạn. Trước khi mà chúng ta lựa chọn cái số trứng có phôi như vậy các bạn, thì cái lượng trứng trong một tháng thu về là nó nằm tầm khoảng 62.000 trứng. Thì trứng ba nó đẻ ra để mà nở thành con các bạn, thì thường chúng ta phải vùi vào cát như nãy tôi nói các bạn á, là tầm 55 cho đến 60 ngày. Thì tôi lấy cái chuẩn là trong khoảng 55 ngày nhé các bạn. Thì sau một tuần ấp nở nuôi dưỡng á, là xuất bán được ba giống cái giá khoảng 4.000 đồng một con. Còn với cái trứng mà ấp trong khoảng thời gian 35 ngày á, thì cái giá nó cỡ khoảng 3.000 đồng một trứng. Các bạn chú ý nhé. Và như vậy các bạn thì bình quân một tháng ta trừ cái chi phí tiền thức ăn cho con ba thì chúng ta sẽ thu về được cái số tiền bán ba giống là cỡ khoảng 90 triệu, cho nên là cũng là tương đối cao các bạn. Thì thường ba con và trứng phần lớn thì chúng ta có thể bán ở các cái tỉnh miền Trung là khắp cả nước chẳng hạn, thì đó là thị trường tiềm năng nhất là ở miền Trung. Còn các cái con giống thì các bạn có thể bán cho người dân địa phương cũng được, hoặc là những cái nơi mà người ta cần thiết thì chúng ta mua, hoặc là các bạn có thể tham gia vào các cái hợp tác xã, thì như vậy thì nó sẽ giúp cho các bạn có được cái điều kiện để phát triển tốt hơn. Và một số cái kinh nghiệm bạn, thì để mà nuôi ba thành công á, trước hết các bạn phải chọn những cái con giống có nguồn gốc rõ ràng, và trước khi thả nuôi á, các bạn cần phải cải tạo cái ao thật là kỹ giúp tôi nhé. Chúng ta rải bột thuốc để chúng ta xử lý cái phèn ở trong ao, thì đồng thời để mà tránh ba bò ra bên ngoài gây thất thoát các bạn, thì xung quanh chúng ta nên lấy cái tôn bao quanh lại để tạo cái độ trơn cho ba không thể bò ra ngoài được. Thì sau thời gian thả nuôi các bạn nên thay nước khoảng một lần một tuần nhé các bạn, và các bạn chú ý xem nước nó có bị nhiễm mặn hay không, và các bạn cân nhắc khi chúng ta lấy cái nước mà có độ mặn vào ao nuôi, bởi vì nó sẽ làm giảm đi cái sự sinh trưởng cũng như là cái quá trình mà sinh sản trên cái con ba chúng ta. Thì ngoài ra các bạn cần phải chú ý ngăn ngừa cái dạng bệnh lý, nhất là các cái dạng nấm ở trên cái lưng con ba các bạn, chúng ta kịp thời xử lý nhanh chóng, bởi vì nấm nó sẽ ăn sâu vào và nó sẽ làm cho con ba chúng ta nó bị chết. Cho nên là các bạn hãy đăng ký kênh Dương Vlog để chúng tôi sẽ có phân tích cho bạn một bài rất là chi tiết về cách mà chúng ta nhận biết cũng như là điều trị các cái dạng bệnh lý cơ bản ở trên con ba này. Thì đây là cái phần bài học hôm nay mà tôi muốn hướng dẫn cho bạn. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh Dương Vlog để chúng ta nhận thêm cái bài học khác một cách nhanh nhất. Cũng như là các bạn hãy chia sẻ bài học này đến với mọi người để mọi người được gia tăng thêm kiến thức. Và các bạn hãy bình luận bên dưới để giúp cho Dương Vlog ngày càng hoàn thiện hơn. Hiện tại thì trung tâm đào tạo thú y và thủy sản trực tuyến chất lượng cao của bác sĩ Dương đang có các khóa đào tạo về siêu âm, X-quang, xương khớp, thuốc và phối hợp thuốc, chuyên khoa mắt, chuyên khoa da liễu, xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị các dạng bệnh lý trên chó, mèo, heo, gà, vịt, trâu, bò, dê, cừu và các quy trình chăn nuôi cũng như là phòng trị bệnh cho cá, tôm, lươn, cua, ba vân. Thì các bạn nào có mong muốn tập cũng như là muốn tìm hiểu thêm về thông tin khoa học thì các bạn có thể liên hệ bác sĩ Dương theo số điện thoại là 0903 153 057. Các bạn có thể liên hệ qua Zalo hoặc là gọi nhé các bạn.
thì các công ty cũng như là các trang trại muốn quảng cáo hình ảnh về thuốc, con giống, thiết bị dụng cụ chăn nuôi á, thì các bạn cũng thể liên hệ bác sĩ Dương nhé. Thì xin cảm ơn các bạn theo dõi bài học này và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau. Xin chào.